người học báo của Jun. Trong MV này Thư đảm nhận vai diễn trong cái chuyện này là số đỏ thì Thư là cô hoàng hôn. Nhưng mà tất cả mọi người ai đọc số đỏ rồi thì cũng hiểu là tất cả nhân vật trong cái câu chuyện số đỏ là cực kỳ trào phúng. Thực sự là khi mà quay MV thì bản thân Thư rất là cảm thấy hạnh phúc và bất ngờ, bởi vì Thư không nghĩ là khi mà tải, đối với Thư nha, khi mà lên tải được cái câu chuyện số đỏ nó rất là khó. Quan trọng phải tải ra được cái tinh thần của Vũ Trọng Mục là cực kỳ trào phúng. Nhưng mà chị xạo á, cái này chị thích đó là tại vì chị được nhận cách xê nhiều tiền lắm. Bao nhiêu tiền? Trời ơi, 60 triệu, mời chị Thư là 60 triệu mà mai thì xuất hiện có 2 giây à. 60 triệu là bé Ngọc nó quá mọi người, 6 ngàn. 6 ngàn lần á. Trước giờ, là... chưa bao giờ, bây giờ ai nói? Hỗ trợ chị, anh em với nhau chứ anh chua nó đâu có tiền đâu mà chị lấy tiền ảnh nó không tội ảnh hả? Tao chết đây cho mình chưa Ngọc ơi. Mọi người ơi, em không lấy 1 ngàn nào hết, nó giam em tới 3 giờ sáng. Ngày đó 5 giờ sáng mới về tới nhà. Thực sự là trước giờ tôi chưa thấy một MV nào tập trung nhiều slap khủng khiếp như của Jun. Mọi người đếm với poster đi, 13 nhân vật. Đó là Jun tới rồi đó. Hay quá, hẹn 2 giờ. Bây giờ mới tới. Bây giờ là 2:20 rồi. Nói chung là rất mong mọi người hãy ủng hộ Jun Phạm, sub kênh của Jun Phạm, Jun Phạm Official. Bài hát này dễ thuộc với mọi người tại có. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Hết. Hết rồi. Đây là một bài hát hay. Đây là một bài hát không tồi. Không tồi, chơi tui. Khi mà Jun mời được cả một dàn superstar vào và MV của mình rất là hạnh phúc, có tiền cũng mời được mọi người. Nhưng thực sự như vậy, tôi nghĩ thực sự Jun rất là may mắn khi mà có những người bạn rất là tuyệt vời luôn đồng hành cùng với Jun, và tôi chỉ hy vọng là sản phẩm này sẽ thành công. Jun nói lại một lần nữa là bởi vì bản thân mình rất là may mắn là tiền thì không có nhiều, nhưng mà mối quan hệ thì rất là nhiều. Nên khi mà mình nói ra những cái này thì mình nghĩ kịch Xuân Tóc Đỏ là một cái vở kịch rất là nổi tiếng, số đỏ. Và mình nghĩ nên cần mời những diễn viên gạo cội, thì thứ nhất là chú Hữu Châu nè. Rồi nhân vật nữ thì mình nghĩ đến nay thì thật ra đối với Jun, cô Xuân Hương là một cũng là thần tượng ngày xưa với những cái gọi là vở kịch được mang tên là Những Người Thích Đùa. Nên khi mà nghĩ đến cái bà Phó Đoan này là ai bây giờ thì mình lại nghĩ đến cô ngay đầu tiên. Và cũng rất là may thì mình hỏi chú Hữu Châu, thì chú Hữu Châu có contact của cô. Và khi mà hỏi cô là cô có muốn tham gia cùng con không thì cô đồng ý ngay. Nên mình rất là hạnh phúc. Một phần là con xin lỗi là ngay lúc đó cô cũng đang rất nổi tiếng. Thôi thật, lúc đó nó nảy ngay trong đầu con. Nghe cô rất là tai tiếng. Không, nhưng mà thật ra từ nhỏ tới lớn thì như con đã chia sẻ khi ngồi tâm sự với cô là con rất là thích xem cô Xuân Hương ở những người thích đùa. Và cũng thắc mắc là tại sao quá lâu rồi cô không comeback. Thì alo, dạ con là Xuân Phạm. Là ai con? Cô không biết. Xin lỗi. Và thật sự là vậy mà mọi người. Nên con muốn mời cô tham gia, đây là một bài hát vui. Mọi người hiểu không? Đã không biết mình là ai mà còn mời cái bài hát tên đây là một bài hát vui, nó còn vô duyên ác nữa. Cô nói thôi để cô tính suy nghĩ. Có nghĩa là đó, bây giờ phần sau thì để cô tự cô giới thiệu. Lỗi Jun Phạm sao cái chỗ là xin lỗi hết trơn đó cô. Con biết bởi vì mà. Là từ lâu rồi cô cũng mai danh ẩn tích, cho nên thì những người trẻ mặc dù biết rằng trước đây con là trong ban nhạc 36 năm nhưng mà rồi là cũng mai danh ẩn tích, cho nên là cô không có xem. Thì thật sự ra về sau này cô cũng có được rất nhiều lời mời trong những cái dự án này dự án kia, nhưng mà phần đông là cô phải nói thật, cô từ chối ngay từ vòng gửi xe. Tại vì cô cảm giác rằng nếu như mình nhận lời nó cũng sẽ không có đem đến một cái điều gì thú vị cho mình trong nghề. Nhưng mà khi nhận được lời mời, hình như là trước khi Jun gọi điện thoại cho cô thì cô nhận được cái tin nhắn từ ekip thực hiện. Dạ đúng rồi. Thì cái lời tin nhắn đó rất là lịch sự. Rất là lịch sự và rất tỏ ra rất tôn trọng cô, bảo rằng cô Xuân Hương, đại khái cô không nhớ nguyên văn, nhưng mà bảo rằng con chào cô Xuân Hương, con là ai ở trong cái team gì đó, có một cái dự án như thế này thế kia, tụi con rất 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 muốn mời cô vào. Bố cái rất rồi phải không ạ?
rất đúng vậy. Thì Xu Hương cảm nhận được cái tình cảm, cái sự trân trọng của người mời, của ekip và của Jun Phạm đối với cô, cho nên đó là cô vui vẻ cô nhận lời. Và một cái điều thú vị nữa, một cái điều mà mình cũng hơi tò mò, mình đã quá đát rồi mà tại sao một ca sĩ trẻ như Jun thì lại mời vô, có thể cái vai đó một người khác trẻ hơn đóng vẫn được như thường đúng không ạ? Chính điều đó làm cho cô Xuân Hương rất là cảm động và nghĩ rằng với cái lời mời như vậy, sau đó thì Jun gọi điện thoại và Jun cũng không giận khi cô bảo là cô không biết. Thật sự không. Cô nói nó cũng hơi mất lịch sự chút xíu, đáng lẽ người ta nói cho nó tế nhị hơn đúng không? Không phải cô, chuyện bình thường á, thật sự ra làm sao mà cô biết được, tại vì đúng là cô nói là cô may gia đình tích mà cô không biết được thị trường âm nhạc ngoài kia nó như thế nào. Năm em thì như mọi người biết là rất là dễ thương và cái vai bề ngoài thì rất là trong sáng nhưng mà kiểu như là cô này rất là chiêu trò để mà dụ dỗ anh Xuân tóc đỏ. Thì hy vọng là quý vị xem MV sẽ hiểu hơn về nhân vật của năm em. Thật ra đây là một cái MV của mình chỉ gọn gọn trong vòng có 5 phút thôi, nên để mà chèn ghép hết 13, 14 nhân vật vô thì chắc là tôi hy vọng sau cái MV này á, thì nhiều nhà tài trợ hơn nữa để tôi có thể làm phim điện ảnh á, thì tất cả những nhân vật của Jun sẽ có thể có nhiều đất diễn hơn. Cái 5 phút này thì thật ra là số đỏ mới là Xuân tóc đỏ mới là giới chính nha mọi người, nên mọi người coi đi để mọi người sẽ hiểu được. Tôi chỉ nhấn mạnh vào một cái chương mà chúng ta học trong trường thôi, là hạnh phúc một tăng gia thôi, nên hy vọng là mọi người coi mọi người sẽ hiểu. Chào quý vị khán giả, hiện tại thì Như đang có mặt tại buổi ra mắt của bài hát mới của anh Jun Phạm, và là anh em với nhau lâu rồi thì biết được cái tính của anh rất là vui vẻ, rất là cởi mở, cho nên ngày hôm nay thì khi mà thấy cái poster thì cũng thấy wow bởi vì nó quá sặc sỡ, nhưng mà cũng thấy là ấn tượng và rất là vui bởi vì rất là hợp tính cách của anh. Hy vọng là bài hát này sẽ của anh sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ thật là nhiều. Hôm nay thật ra rất là bất ngờ, tại vì lâu lắm rồi Jun Phạm mới ra một cái MV, và được xem những cái teaser của anh Jun thì Ngân cũng thấy rất là phấn khởi, tại vì đây là một trong những sản phẩm mới thấy lạ mắt và cũng thấy đặc biệt và khá là vui nhộn trong thời gian gần đây. Và hy vọng là sắp tới mình sẽ được tận mắt chứng kiến và xem một cái MV rất ra trò của Jun Phạm. Ngày hôm nay Ngân vui là vì gặp gỡ được các anh chị em đồng nghiệp khá đông đủ và ai cũng rất vui mừng và chúc mơ cho MV của Jun ra mắt thành công, và hy vọng là MV sẽ được khán giả yêu mến. Xin chào khán giả, và Huy đang có mặt tại buổi ra mắt MV bài hát vui của nam ca sĩ diễn viên hài Jun Phạm, và thấy đông quá trời đông, hôm nay là hơn cả ngàn người đang có mặt ở đây để ủng hộ Jun Phạm, rất là vui. Thì đó, đâu có lương lậu gì. Bây giờ tối ngược lại nè, tại vì Jun Phạm được lòng của tất cả những nghệ sĩ, bởi vì bạn ấy là một trong những nghệ sĩ rất là hiền, và lại thứ hai là sống nội tâm, hay khóc về đêm, nên vì thế là khi mà nghệ sĩ khác nhận được lời mời của Jun Phạm lập tức sẽ tham gia, bởi vì là giống như là kiểu như là giúp đỡ nghệ sĩ vượt qua cơn gọi là khủng hoảng tâm lý vậy đó. Vậy thì anh cũng là có dự đoán là số cái tên mà Jun đã bỏ ra để mời hết nhà nghệ sĩ này là bao nhiêu? Anh nghe nói là Jun đã bỏ ra số tiền cho MV này là gần cả 3 tỷ bạc cho một MV, bởi mời hết showbiz. Không biết có trả tiền hay không? Huy là không rồi đó. Còn những nghệ sĩ khác thì hên xui nha. Huy chỉ muốn chúc là MV này của Jun là một màn comeback của Jun, với lại nữa là chúc cho MV sẽ thật là hit, với lại nữa là các bạn sẽ thấy được Jun đầu tư rất là kỹ cho MV này, và chắc chắn là sản phẩm sẽ gắn liền với tên tuổi của Jun Phạm. Nếu mà được làm vai chính trong MV này của Jun Phạm thì anh nghĩ là anh sẽ làm vai diễn? Huy cũng may mắn được làm một vai diễn đó trên poster đó. Huy nói là lúc mà nó mời Huy, nó nói là cho anh đóng một cái vai rất là đàn ông, cá tánh mạnh đó, rồi diễn xuất được nét điện ảnh, rồi nó quất cái vai tôi không dám nhìn lại luôn, bây giờ không dám coi lại nữa, không biết nó cắt khỏi MV chưa, nhưng mà đây sẽ là vai thú vị, hy vọng là sẽ mang lại một cái luồng gió mới cho MV của Jun. Có muốn đính chính nha, tại vì hôm qua là Jun nói là tham gia live show của Kiến Huy lấy giá cách xe là 2 tỷ, còn Huy nói lại với Jun là Huy MV tham gia MV này quay một ngày trời lấy 3 tỷ, như vậy là tính ra là Jun còn thiếu hơn 1 tỷ. Vậy là em thấy anh nè, rồi Lan Ngọc, rồi Sam, rồi Jun, hình như là chơi với nhau mình tính tiền tỷ thật đúng không anh? Tại giá
đúng rồi tiền tỷ không tí mà dạng là viết giấy trắng á, xong mà ghi con số 1 tỷ cho đưa nhau vậy chơi vui vậy đó cho có kỷ niệm chứ làm gì khổ lắm mọi người ơi, khổ lắm, làm gì đam mê thôi. Bé này làm nhiều tiền nè, đúng rồi bé rồi đây. Không có mọi người ơi, anh làm gì đam mê, mọi người thấy rồi đó. Làm show truyền hát y là mới hôm qua xong là còn nợ nần. Hôm nay phải chạy show buổi sáng 8 giờ hát để kiếm tiền trả nợ cho live show. Không ai đại gia gì hết, làm gì đam mê, cống hiến khán giả là chính thôi. Không có tiền bạc gì ở đây cả. Không, tình anh em không đạt nước gì hết. Tại vì ngày xưa thì khi mà nhắn tin cho nó trả lời liền, bây giờ thì bớt trả lời lại thôi. Với lại mỗi lần mà nhắn tin hỏi nó là ê mai mà rảnh không, là hát im ru. Còn nhắn tin mình nói là ê mai đi ăn không là trả lời vậy đó. Chúc mừng cho bạn Jun Phạm ha. Cái điều mà Nu đến đây ngày hôm nay là Nu là một trong những người yêu thương Jun Phạm như tất cả những người đã bỏ thời gian của mình để tham gia vào sự cái tác phẩm của bạn ấy. Và Nu nghĩ rằng là cảm giác của Nu ngày hôm nay đến đây như là một người bạn, mình ẩn mình vào để mình xem. Lâu rồi, như bạn nói là lâu rồi Nu không có xuất hiện trong bất cứ một cuộc họp báo nào khác. Nhưng mà Nu xuất hiện ở đây ngày hôm nay là một phần là cổ động tinh thần cho Jun, và một phần nữa là Nu xem sự sáng tạo của Jun như thế nào. Nu cũng có rất nhiều những bài học để mà mình học hỏi từ người bạn của mình, xem thế giới ngoài kia vui nhộn thay đổi như thế nào và sự sáng tạo của tất cả mọi người như thế nào. Đó cũng là một trong những điều mà ngày hôm nay Nu đã tò mò đến đây và để gặp gỡ tất cả mọi người. Cũng chúc cho sản phẩm lần này của bạn thật thành công và thành công trong chính trái tim của bạn, thành công trong chính sự những cái sự tâm huyết cũng như một đoạn đường rất là dài của bạn. Chúc mừng bạn.